Tôi sẽ hát tặng bạn một bài hát. Ngày mới đến thì đi đâu? Hỏi ngay Google là ra luôn. Hàng quán mới hay đường phố bốn phương? Cứ hỏi ngay Google. Câu hỏi, khi tôi ăn thì tôi sống, khi tôi uống thì tôi chết, tôi là ai? Đáp án, ngọn lửa. Câu hỏi, vòng tứ kết của một giải bóng đá có bao nhiêu đội tham dự? Đáp án, 8 đội. Câu hỏi, bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là cái gì? Đáp án, ngô, bắp. Câu hỏi, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, vậy 2 giờ có bao nhiêu giây? Đáp án, 7.200 giây. Câu hỏi, hạt gì nguy hiểm nhất? Đáp án, hạt nhân. Câu hỏi, trong bài hát Duyên Phận, thầy mẹ thương em, thì đã làm gì cho em? Đáp án, tìm người xe duyên. Câu hỏi, cá làm khô gọi là cá khô, mực làm khô gọi là khô mực, gà khô thêm là chanh gọi là khô gà lá chanh, bò khô gọi là khô bò, vậy bánh trắng trắng ra phơi khô gọi là gì? Đáp án, bánh trắng. Câu hỏi, kể tên 4 tỉnh có chữ Bình ở phía sau. Đáp án, Quảng Bình, Ninh Bình, Thái Bình và Hòa Bình. Câu hỏi, lá là la tôi hát cả ngày, thêm huyền người thích trái này dầm tương. Đáp án, ca và các. Câu hỏi, trong bài hát Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến, màu sắc cuối cùng xuất hiện trong lời bài hát là màu gì? Đáp án, màu trắng. Câu hỏi, hành gì lớn nhất? Đáp án, hành tinh. Câu hỏi, cây gì có hai cái cẳng? Đáp án, cây kéo. Câu hỏi, cây nhang càng đốt càng ngắn, vậy cây gì càng đốt càng dài? Đáp án, cây tre hoặc cây trúc.
Câu hỏi, trên vỉa hè đường một chiều, xe A đi ngược chiều va chạm với xe B đi đúng chiều, vậy xe nào bị phạt? Đáp án, cả hai xe. Câu hỏi, khi buôn chuyện, người ta thường nhắc đến loại trái cây gì? Đáp án, dưa lê. Hết tập 14 rồi, chúng ta cùng tiếp tục đồng hành qua tập 15 nhé các bạn. Nhớ share, like và đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành. Nếu có đáp án hay khác mời bạn comment bên dưới nhé.